buôn bán chất độc, buôn bán chất say, buôn bán vũ khí, buôn bán người, buôn bán động vật súc sinh, buôn bán thịt cũng vậy. Vậy nên là một người cư sĩ mà sống bằng những nghề đấy là tà mạng. Cho nên là đấy là những cái nghề mình tránh, thì sau này mình mới không bị cộng nghiệp, không bị cộng nghiệp với những cái, sau này mình không trực tiếp bị những cái tổn thương về cái quả báo đấy, nhưng luôn luôn bị gián tiếp. Ví dụ như là mình không có, sau này mình không có trực tiếp là giống như bị ốm đau, nhưng mình lại là thân bằng quyến thuộc của những người ốm đau. Vì người ta sát trực tiếp làm những việc tội lỗi đấy thì người ta ốm đau chết chóc. Còn những cái người mà cộng nghiệp ấy sẽ là thân bằng phải chăm sóc cho người ốm đau đấy, phải chịu cái nỗi khổ là mồ côi mồ cút, rồi là cái nỗi khổ bị cô nhi quả phụ, mất mát những người thân, đấy là cộng nghiệp. Vậy nên để tránh cái cộng nghiệp đấy thì tránh những cái việc làm đó.